Ui các bạn ơi, trước mặt mình đây có một con ô tô kìa, nó đang bị một con khủng long bạo chúa dí đầu này các bạn ơi. Wow, con khủng long bạo chúa nó chặn đầu luôn đó, nó phá xe luôn kìa các bạn ơi, không biết có làm sao không. Ui nó ăn xe luôn kìa, sợ chưa, ở đây nguy hiểm quá các bạn ơi, mình đi chỗ khác đây, sợ quá. Ui các bạn ơi, ở dưới suối này có cái con gì đây, lưng rất là nhiều gai các bạn ạ, không biết là bơi đi đâu đây. Ui tận 3 con liền, không biết chúng nó bơi đi đâu đây các bạn ơi, nhìn sợ thế. Ui nó bơi ra đây rồi các bạn ơi. Ui 2 con, ui nó nhảy đi đâu đấy các bạn ơi, không biết là chúng nó bị nhảy đi đâu đây, nhìn sợ thế. Ui nhảy qua cây chuối luôn các bạn ạ. Ui dưới này có con húc ghi này, nó đang tắm hay sao các bạn ơi. Ui con húc ghi cũng nhảy đi luôn này các bạn ơi, không biết là chúng nó đuổi nhau đi đâu đây. Wow, nhìn sợ chưa. Còn húc ghi cũng đuổi theo kìa các bạn ơi. Ui chúng nó dồn nhau ra đây rồi này, chắc là định chiến đấu ở đây đấy. Ui con Godzilla nó ra trưởng kìa. Ui bị con đầu loa đạp một cái bay luôn. Ui sao lại đánh về như cái bóng chuyền này. Đánh bóng chuyền à. Bay luôn rồi các bạn ơi. Ui đạp cái là bay ra cái chỗ con Godzilla màu đỏ này luôn. Hay là con này là sư phụ của con Godzilla trắng nhỉ các bạn nhỉ. Chắc nó đến đây để cầu cứu đấy các bạn ạ. Ui quái vật đầu loa với cả húc ghi bị Godzilla đuổi này. Ui cả con đỏ cũng đuổi luôn các bạn ạ. Chạy té khói luôn. Ôi chúng nó lại lôi nhau ra đây để khiêu chiến nhau rồi. Ui Godzilla màu đỏ nó phun cái plasma màu đỏ kìa các bạn ơi. Wow rất là đẹp luôn. Ui bay mất rồi. Húc ghi cũng bay đi mất các bạn ơi. Ui rơi ra đây luôn. Rồi xin chào tất cả các bạn nhé. Bạn Vi với bạn Đan chào các bạn đi. Mình xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay bọn mình sẽ cùng Đan và Vi đi xem khủng long các bạn ạ. Bởi vì là ở trên cái đồi này là rất là nhiều khủng long luôn các bạn ơi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi xem khủng long nhá. Hai bạn hôm nay đi lên trên đồi lại còn được uống cái gì đây này? Cái gì đấy Vi? Sữa. Uống sữa à? Của Đan là sữa gì đây? Sữa vị cam à. Thôi bây giờ chúng ta đi xem khủng long đi nhờ. Vâng. Đi nào, đi. Hai bạn đi trước đi. Vi ơi, ở dưới kia con khủng long bạo chúa kìa Vi ơi. Ui đúng rồi, con khủng long bạo chúa các bạn ạ. Ui khủng long bạo chúa nó đi qua đây này. Còn to dã man luôn. Wow. Đấy, biết nó đi đâu ấy các bạn ạ. Đằng sau bạn Vi và bạn Đan có một con khủng long kìa các bạn ơi. Bên này các bạn. Đây. Đấy, ui giời ơi, nó vừa ăn con dê xong rồi, nó đang nhìn Vi và Đan. Ui chị Đan ơi, ở kia có con bạo chúa to thế, có sợ nó cắn mình không đây? Thôi, bọn mình ra chỗ khác thôi, nếu không nó cắn mình đấy. Thôi bây giờ con ở đây nhé, để bố đi tiêu diệt nó cho. Con khủng long này mày dám đuổi Vi và Đan à. Xem ta ra trường đây. Yeah. Ừ, khủng long đâu rồi? Sao nó mạnh thế? Bố chạy thôi. Ui các bạn ơi, mình vừa mới bị con khủng long nó tấn công xong. Đan ơi, Đan với Vi ơi, ở đây nguy hiểm quá, bố con mình đi về đi. Đi luôn. Nhanh. Chạy nhanh nào. Rồi bây giờ mình và bạn Đan với cả bạn Vi sẽ đi tìm mấy cái con khủng long mà nó hiền hiền. Còn mấy cái con khủng long kia sợ quá. Ui các bạn ơi, ở đây có hai con khủng long này, nó đang trốn ở dưới cái lán này này.
Cái này, à cái này là cái chòi chứ, cái chòi cho nó đang tránh nắng ở đây các bạn. Uầy, nó gầm kìa. Ui, ở bên này cũng có một con nữa này, gần cái cột này, này. Wow, ui, nó đang làm gì này? À, nó bảo vệ cái cột đấy à? Cái cột đấy có gì mà bảo vệ? Ui, nó nhìn, nó cứ nhìn mình đấy. Ui, các bạn ơi, ở đây có một con rắn hổ mang này. Wow, một con rắn hổ mang khổng lồ luôn. Ui, nó bành cổ ra kìa các bạn ơi, mình sợ quá. Mấy cái con rắn mà kiểu như rắn hổ mang mà có độc như này thì tốt nhất là mình không lên lại gần nó. Thôi, mình đi chỗ khác chơi đây các bạn ơi. Uầy, ở đây có một con khủng long T-Rex này các bạn ơi. Con này có vẻ hiền hơn hai cái con lúc đấy, nó dữ quá. Con này hình như là con non hay sao, con đấy, bé bé. Ui, nó vẫy tay chào mình kìa các bạn ơi. Dễ thương đấy. Wow, nó cũng gầm kìa các bạn ơi. Rồi bây giờ bọn mình sẽ đi sang bên này để chơi mấy cái trò chơi ở trên đỉnh núi này cũng rất là hay các bạn ạ. Bố chơi thích đu mạnh thế, bố không sợ à? Bố chơi quen rồi. Wow. Đau quá tuyệt cả thép rồi. Buồn cười quá. Bố thử lấy cái chân lên đấy xong bố làm y hệt con khỉ em nào. Cái đi. Đó. Hai bạn này không dám đu à? Sợ đúng không? Lúc nào phải lớn lớn giống như kiểu là bố thì mới dám làm nhỉ. Đấy. Đây là trò chơi khá là nguy hiểm cho nên là các bạn nhỏ tuyệt đối là chơi phải cẩn thận nhá. Người ta đu dọc đây, hai đứa đu ngang. Ở chỗ này nó an toàn rồi, thôi bây giờ bọn mình ở chỗ này ăn bim bim thôi nhá. Lúc đấy là bị con khủng long nó đuổi, ui may còn chạy kịp, không là mất mạng với con khủng long rồi. Ui, hai bạn ăn bim bim gì đấy? Cái đấy là cái gì đấy? Bánh gì đây? Wow, cái này là bánh gì mà tròn tròn như này? Ui, ăn bim bim à? Bim bim gì đấy Đan? Bim bim ốc à? Rồi xin mời tất cả các bạn cùng ăn cùng bạn Đan và bạn Vi nhá. Úi ôi. Giòn không? Giòn không? Thử nhai xem có nghe thấy không? Ui, nghe crup 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 luôn. Bố không ăn đi. Hả? Bố không ăn đi. À đâu? Đây nè. Giòn thế. Trong kia còn cái gói gì kia? Bóc ăn nốt đi. Thử bác cho em. Ai thử bác đi. Bạn Vi năm nay chắc là được nhiều lì xì đấy nhờ. Vi muốn được mừng tuổi bao nhiêu tiền? 20.000. 20.000 đấy. Rồi, ok, bạn Vi bảo là muốn mừng tuổi 20.000. Thế bạn Đan? Bạn Đan muốn mừng bố mẹ mừng tuổi cho bao nhiêu? 10.000. 10.000 đấy à? Ok, sẽ mừng tuổi cho mỗi người 20.000 luôn. Đấy, thế hai bạn cứ ăn đi nhá. Ui, hai bạn nhìn ăn ngon thế. Không bóc được à? Wow. Trong cái gói bim bim này còn có cả tương ớt luôn để chấm các bạn ạ. Khoai tây chiên. À, cái này khoai tây chiên à? Đây nhá các bạn nha. Có ngon không Vi? Có. Giòn ông nghe, nhai xem có nghe thấy tiếng cụ cụ không? Làm miếng mới nha nè. Ui ôi, giòn tanh tách luôn các bạn ạ. Đâu thử bón bố miếng thế nào. Chấm rồi. Giòn thế. Quá ngon luôn các bạn ơi.
ở những video tiếp theo. Xin chào.